Bồ Tát Bổn Nguyện, phân thân tập hội phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong nghìn muôn nước, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến đã họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn nước Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thể đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn tối chuyển. Nhưng chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay cho lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng nhất dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đã chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng vẫn hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai ăn nủi ý thác, bây giờ Thế Tôn do tay sắc vàng xoa đảnh hóa của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trong nghìn muôn nước, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh căng cường như thế, làm cho lòng chúng nó được phục bỏ tài về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quân theo tánh ác, muốn độ chúng đó, ta có phân nghìn trăm bức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời tín nhận liền, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thoát độ thoát, ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi xa khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngoài ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tệ phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, nhờ đến hiện ra những thân thanh văn la hán bức chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng tôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căng cường để tội khổ khả khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa được phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhận sự thống khổ, thế ông nên nghĩ nhớ: ta ở cung trời Đao Lợi ân cần vào trước đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lớp Phật Thư Lạc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các đều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ sự kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tích độ rất dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân đình ra cùng khắp trong nghìn muôn nước hàng ngà xa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trong nghìn muôn nước thân, mỗi thân đó hóa độ trong nghìn muôn nước người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hành vòng sinh tử hưởng vui niết bàn. Nhưng chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm bằng lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng bảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm ra chúng nó được lợi ích lớn. Cứ mong Đức Như Lai trở về những chúng sanh ngắc nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cứ mong Đức Như Lai trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng ba lần Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hai tay, ta hỗ trợ cho ông được tại nguyện, từ số kiếp đô xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thế ông liền chúng cạo bồ đề.